Dạ chị ơi, chị cho em phỏng vấn chị được cái được không? Dạ. Em đến từ báo đời báo hệ. Là sáng là chị đổ băng cầu đúng không? Vâng. Đúng không? Rồi bây giờ cái chị về chị làm lại băng cầu. Vâng. Đúng không? Xong rồi khi mà chị làm xong băng cầu thì trời bắt đầu mây đen kéo tới. Thì chị nghĩ cuộc đời của mình như thế nào thưa chị Quỳnh? Thì có thất bại mới có thành công được. Vậy đó hả? Rồi giờ hôm nay khả năng sụp đổ chị là bao nhiêu phần trăm? Chắc hết 95%. 95% tuyệt vời. Quá trời. Sao xui vậy? Sao nó vui vậy? Gì? Bây giờ sụp đổ anh vui vậy? Vui sao? Đáng ghét mà. Quá trời, khách đang vô luôn đó mà sụm nụ nè. Bây giờ rải bàn ra hết nè. Sao? Rồi chừng nào mới vô mùa nắng vậy? Chắc tháng 12. Tháng 12 hả? Là mới nắng hẳn. Nắng nặng hả? Nắng hẳn. Nắng hẳn hả? À là tự dưng nắng ghê đúng không? Ok. Nè hôm nay ba đem ly ra ba bán nè, đâu ly bà đâu? Đây. Ok. Trời ơi mưa thiệt rồi. Vậy giờ bán ly đi, ở đây bán ly đi. Một bộ ly hiện tại bây giờ chỉ có 50.000 thôi mà 50.000. Chị sẽ sở hữu được 6 cái ly như vậy. 6 cái ly. Đúng rồi. Thì bây giờ mời mấy bà chị ra, mời cô kìa, cô có dấu hiệu là mua ly đó. Ok. Là sale đó cô, rẻ chưa? Nhiệm màu chưa? Ly này có thể uống sữa cũng được, cà phê cũng được, uống trà đá cũng được luôn. Rồi mưa luôn, su cà na luôn. Cô bỏ mua là con sụp nụ thiệt. Không, nói chung là rẻ, là sale đó cô ơi. 50.000 thôi. Rồi. Mưa thiệt rồi hả? Mưa thiệt rồi, sụp nụ rồi. Sụp nụ rồi cô ơi. Khóc. Con ơi đừng khóc, con ơi chú mưa gió chú ế tội nghiệp chú quá rồi đừng khóc nữa nha con. Tại con khóc mới mưa đó. Quá trời, sụm sụm vô, sụm sụm vô đi à. Sụm sụm vô đi à. Mưa mà đi lang thang gì? Đang thất tình hả? Nhớ vợ bạn. Nhớ vợ bạn hả? Chết rồi. Có dù. Đây bà bán giải nữa, bà là cái giải của Quỳnh. Hả? Giảm nhí vậy? Sao bán lùm la mà mưa vậy? Mới vô. Dạ không rồi, để em có đem dù ra. Đem ghế vô đây, quên. Nhân viên ơi, đem hết ghế vô máy hiên nhà coi, sân trường coi. Đúng rồi, con cảm ơn chú. Hôm nay bán giải nữa. Bằng mấy? Một. Dạ rồi. Dạ thôi chứ, ổng nó khác thôi chứ mưa đâu. Không, em đừng bị áo giác nữa. Không, chắc chắn canh luôn á. Nhanh không? Thiệt. Hôm nay bán gì nữa, bán giải nữa hả? Ôi, đòi nước giùm chị luôn. Rồi, sụm nụ rồi. Một bịch giải như vậy. Giải nữa. Vâng. Rồi chở một xe khẩu trang ngoài kia nữa. Xôi. Sụp đầu không? Giải nè, 50.000 một bịch à. 5.000 bịch bán cho ai? Dạ, chính là Bưu Điện. Bưu Điện hả? Vâng. Quá trời, thân Bưu Điện lắm hay sao mà bán dùm vậy? Tình thương mến thương mà. Vậy đó hả? Vâng. Quá trời, thấy gì thôi chứ cũng cực khổ trăm bề hả? Vâng. Ê, hề. Trời ơi, khách đang vô nguồn luôn á. Ngồi đi, lên sân trường ngồi nè. Sân trường ngồi, lên sân trường ngồi. Nhân viên ơi. Mưa rồi Quỳnh ơi, mưa rồi. Chị tụi nó lấy ghế lên không? Lấy ghế lên sân trường không? Còn ở trong nó còn dù đúng không? Đem ra luôn. Đem ra. Chạy lên sân trường, lấy ghế giùm em luôn. Lấy ghế lên sân trường giùm em. Chạy lên, đúng rồi, giúp đỡ nhau đi, giúp đỡ đi. Chết rồi, té con ơi, chết cha con tôi rồi. Con ơi, có sao không con? Trời ơi, ai mà bỏ con chạy vậy? Cái ăn nổi giòn kìa. Trời ơi. Mưa đến tất cả quá. Cứu tôi. Trời ơi, khách đang vô luôn kìa. Trời ơi, chết rồi. Anh chị ơi, giải 50.000 bịch nha, ướp lạnh, ai ăn thì ra lại lấy giùm em à. Dạ không, này bán giùm Bưu Điện, bán giùm thôi, không ăn đồng bạc. Cho.
Thôi bớt cho đi, mưa đã ế rồi. An giải báo ha. Trời ơi quý vị coi, trời ơi nó chạy nè quý vị ơi. Trời ơi nó chạy nè quý vị ơi. Trời ơi tội nghiệp không. Trời ơi nó chạy nè quý vị, hết con của nó chạy nè. Trời ơi nó chạy nè, trời ơi nó chạy nè. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Chạy đi tụi con ơi, chạy đi. Trời ơi. Chạy đi nhanh lên. Đúng rồi, giỏi nè, mấy đứa này lên lương nè, ba đứa tao lên lương hết nha. Giỏi quá. Chạy đi con, tháng này chú lên lương. Đúng rồi. Chạy liền con ơi. Nhân viên ơi lẹ đi tụi con ơi. Đúng rồi. Trời ơi nó chạy bằng cả tánh mạng nè, coi nè, coi nè nó chạy nè. Quá trời con tôi. Trời ơi thương ghê quá vậy. Chạy đi con ơi, chạy đi tụi con ơi. Nó thằng này nó có bầu nó vẫn chạy nè, thấy không? Trời. Trời ơi, trời ơi. Thiếu chị em quay cái clip xong đi. Giờ kiếm tiền YouTube chị ơi. Giờ mưa là phải kiếm tiền YouTube. Giải nha, giải 50 ngàn bịch nha. Ai mua ủng hộ giùm bịch với chị ơi. Sáng giờ bán được bịch nào hết trơn á. Dạ rồi, con quay một phút nữa con quan chụp liền. Quá trời, mưa buồn quý vị ơi. Rồi, tối bye bye mọi người nha. Tạm biệt mọi người, tạm biệt. Sụm nụ lên chị ơi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.